Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, là tuổi mộng mơ thần tiên, trong ánh nắng mây ấm áp. Dạ bọn em là học sinh, những học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Chiểu. Ban nhạc này thì chỉ mới hình thành được một năm ạ. Là nơi tôi đến khi người trao niềm. Ban nhạc của bọn em thì gồm có hai cây nhạc cụ chủ yếu là guitar và trống ca dông. Và ca sĩ chính của bọn em thì là anh Hoàng Trung. Còn người chơi trống ca dông thì là bạn Minh. Bọn em thì tập theo kiểu truyền khẩu ạ. Cái hợp âm này thì bạn sẽ bấm những cái gì và các bạn mà đã biết rồi thì sẽ ra và chỉ cho các bạn chưa biết. Cũng được anh Hiếu động viên rất là nhiều. Anh bảo là với đau gì mày đau ngày xưa tao còn đau hơn. Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam. Tương lai thì bọn em muốn tiếp tục duy trì cái ban nhạc này và muốn là mang âm nhạc đến với mọi người và cũng có một cái nghề để bọn em kiếm sống thêm. Để rồi mai bước trên con đường đời, dù bao gian khó trông gai đời.